dòng dài câu hát mẹ ru. Xôn xao bờ đê lúa chín hương đồng lan tỏa, cầu non đơm hoa giống báo giờ đã tan. Ai đưa dâu về sóng lúa gọi xuân sang. Về đây em nhé yên lạc giờ đang đổi mới, lời yêu thương sang giữa vầng trăng, yên lạc nhìn đời yêu thương. Thêm vang âm ti ta bước
Đình Vĩnh Đoài là nơi tâm linh, nơi thừa dự của muôn đời con cháu,
Đình Thế Tòa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2008. Đình thờ Vân Thị Quân Sức Nguyễn Khoan là một tướng của Ngô Vương Quyền. Sau đó, dưới sự loạn lạc, ông trở thành thủ lĩnh của 112 sứ quân. Các cứ ở vùng đất Tam Đái, huyện Yên Lạc ngày nay, trải qua thời gian kiến trúc cổ của đình làng đã bị phá hủy. Năm 1994, chính quyền và nhân dân địa phương đã được khôi phục lại, đình làm nên đất cũ và mở đại. Bá Nhân Gian, trường Hội Thịt Đốc, hậu cung hai gian, quá gian, cuối đường bị kẻ suốt, hệ thống chịu lực bằng xi măng, mái lợp ngói mún. Do đình xây dựng bằng vật liệu có độ bền không cao, hiện nay đã xuống cấp, hệ thống cột nhỏ không đảm bảo với hoành đuôi xà vỗ tạp. Do vậy, việc tu bổ đình đoàn nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích được đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và văn hóa tín ngưỡng của nhân dân là cần thiết. Thông qua đó, góp phần giáo dục truyền thống nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hạ giải độc thổ đình đoàn. Xin được kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý, các quý thầy, tăng ni Phật tử mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, chúng xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Từ Minh lên có đôi lời, sau đó được bước vào cái buổi lễ của ông hai lại ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Thích Trúc Thông Kiên. Kính bạch trên Thầy Minh Pháp cùng quý tăng ni của Vĩnh Đoài Tu Sĩ Hội. Kính thưa hai giới các cụ trong làng cùng toàn thể bà con nhân dân của thôn Đoài. Con là Tuệ Minh. Hôm nay thay mặt cho tất cả các huynh đệ ở Vĩnh Đoài Tu Sĩ Hội, đó là cái nhóm hội quy tụ tất cả các con em được sinh ra dưỡng nuôi ở thôn Đoài, sau đó xuất gia theo Phật ở các vùng miền trên khắp mọi miền đất nước. Cách đây 5 năm, tất cả huynh đệ chúng con được sự chỉ dạy của Thầy Minh Pháp, của Thượng Tọa Thông Kiên để thành lập cái nhóm hội này với mong muốn là kết tập lại tất cả các huynh đệ để chúng ta ở đâu, làm gì thì thôn Đoài vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn của chúng ta. Chúng ta được như ngày hôm nay cũng nhờ cái ơn nuôi dưỡng của ông bà cha mẹ tiên tổ và đặc biệt là của Phật Thánh tại làng Đoài này. Sau đó nhờ ơn chư Phật của chùa Việt Sơn cùng sự giáo dưỡng của quý tôn đức mà chúng con đã trở thành những người xuất gia đầu Phật Hoàng Dương Phật Pháp. Hôm nay khi được nghe tin quê mình tu tạo xây dựng lại ngôi đình, tất cả anh em trong hội rất là hoan hỷ. Cách đây 2 năm, lúc bấy giờ vẫn còn trong đại dịch Covid-19 thì chúng con được gặp bác Minh. Bác cũng trình bày cái nguyện vọng làng sẽ làm lại ngôi đình. Trong lòng chúng con bấy giờ thật là phấn khởi và cũng xin hứa nguyện nếu sau này đình làng sửa sang tu bổ thì tất cả các anh em huynh đệ của Tu Sĩ Hội sẽ cùng chung tay đấu cật với bà con nhân dân trong làng, hai giới các cụ để xây dựng ngôi đình này ngày càng được khang trang tố hảo.
Chúng con vẫn nhớ khi Đương còn nhỏ, ông thân của chúng con cũng từng làm công việc ở ngay đỉnh đây, và cũng có ít nhiều cuộc đời gắn bó với ngôi đình. Như bây giờ chỗ của cô Thanh chẳng hạn, cũng là một trong những người mà gắn bó với cái công việc của ông thân chúng con làm. Sau này chúng con được chỉ dạy của Thượng tọa Thông Thiên, của thầy Minh Pháp, thì các huynh đệ đi đâu, làm gì, mình có thể thành tựu ở các nơi, nhưng mà quê hương đất tổ, nơi mà mình sinh ra và lớn lên, khi mà cần thì mình cũng phải hết lòng để mà làm cùng với họ. Do đó ngày hôm nay được sự chỉ dạy của quý tôn đức, của các cụ ở trong làng, cho phép chúng con có lời phát biểu. Một lần nữa xin được kính nguyện chư tôn đức, đặc biệt là ở đây có Thượng tọa Thông Thiên, có thầy Minh Pháp, là những người lãnh đạo tinh thần của hội chúng con, và tất cả các quý tôn đức, huynh đệ anh em trong hội sẽ hoan hỷ luôn đồng hành với việc làm của quê ta. Cảm ơn các cụ, tất cả bà con nhân dân trong làng, dù chúng con đi đâu, làm gì, có thành tựu như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn là con của làng. Cho nên làng vẫn nhớ đến tất cả các quý tôn đức ở đây là con em của làng mình. Nên trong ngày trọng đại này, tất cả mọi người cũng về, mặc dù chưa được đầy đủ, nhưng mà mọi người ai cũng hướng nguyện về làng ngày hôm nay. Xin được gửi tất cả mọi điều bình an và tốt lành nhất đến làng của chúng ta, để chúc thọ cho các cụ cao niên trong làng luôn được trường thọ, cũng như tất cả bà con nhân dân ở trong thôn trong làng được bình an khỏe mạnh, và chúc cho cái công việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo đình làng Vĩnh Đoài của chúng ta sẽ được thành tựu đúng như sở nguyện và tâm nguyện của tất cả mọi người. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý tôn đức, thưa toàn thể các cụ trong làng, thì như cái tâm nguyện ban đầu của tất cả huynh đệ trong hội của chúng con, được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thông Thiên, thầy Minh Pháp, thì hôm nay các huynh đệ là các quý thầy tu học, chủ trì, hành đạo ở tất cả các nơi cũng quy tập về, và nguyện sẽ cùng với làng ta trong cái công việc xây dựng, tôn tạo, tu bổ lại cái đình làng, và xin được đóng góp để xây dựng cùng với quê hương. Làng cũng hoan nghênh chúng con này. Con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn cả làng, và một lần nữa cảm ơn tất cả các cụ trong làng đã cho chúng con được làm công việc này với tất cả làng chúng ta. Mong cả nhà cũng hoan hỉ cho mô Phật. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại quý, thay mặt cho nhân dân làng Văn Hóa Vĩnh Đoài, chúng tôi xin được cảm ơn tấm lòng thành tình của thứ nhất là tu sĩ Vĩnh Đoài, tu sĩ hội và cùng các thầy có mặt ngày hôm nay đã có những cái đồng dân xuyến để giúp cho làng chúng tôi tôn tạo ngôi thiên trụ thờ thành hoàng làng được mãi mãi là trường tồn. Và để tiếp theo chương trình, tôi xin nhân dân kính mời thầy Thiện Minh và cùng các thầy trong hội nghị hôm nay sẽ tiến hành cái nghi lễ hạ giải và đồng thổ. Xin trân trọng kính mời.
giới hương tịnh hương ba tuệ hương giải thoát giải thoát chi kiến hương quang minh vân đài biên pháp giới phổ cung thầm hương tam bảo kính nguyện chư Phật chư Thánh chư Thần bản cảnh thành hoàng bản thôn bản xứ chứng minh công đức nhân dân địa phương thôn vĩnh đoài thiết lễ hương đăng hoa quả thực tịnh cúng khu trần thiết lễ hạ giải độc thổ xây dựng tu tạo đình làng thôn vĩnh đoài kính nguyện muôn việc hanh thông vạn sự được như ý nam mô thượng hoan hỷ bồ tát ma ha bát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha bát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha bát thượng hương. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiết thủ thiết nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Đà La Ra Ra Ra. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiến Đế Thương Bàn Ra Ra Bồ Đề Tăng Đoá Bà Ra Ma Sống phá vô nhãn nơi này
chí vô ly thân giới vô vô minh thiệt vô vô minh tận tài chí vô lão tứ thiền vô lão tứ tâm vô vô tập diệt đạo vô chi diệt sở đặc cố vô đề tâm đô ni bán nhà ba la mật đa vô năng vô quái ngại vô quái ngại vô vô hữu khổng vô biến vi biến đạo phong tượng lưu thịnh biến tản tạm thế chư phật đi bát nhã ba la mật đa vô đăng a đầu đà la tam miêu thì bát nhã ba la mật đà thì đại thân chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhẫn thiết khổ chân thiệt bất ngờ vô thuyết bát nhã ba la mật đà chú thân thuyết chú về yên đê yên đêm tăng yên đê bồ đề tá ba ha ma ha ba nhã ba la mật đà yên đê ba la yên đê ba la tăng yên đê bồ đề sa ba ha ma ha ba nhã ba la mật đà yên đê đề ba la tăng yến đế bồ đề sa la ya ba nhã ba la mật đa nguyện chú kia tượng đa kia tượng chú tại lục thời hàng kia tượng nhất kia thời chú kia tượng đa nguyện chư thượng sư ai nhiên thủ nguyện chư tam bảo ai nhiên thủ nguyện chư hộ pháp thường ô biểu tài giang cá tượng bồ tát ma ha tát nam mô biểu tài giang cá tượng bồ tát ma ha tát nam mô biểu tài giang cá tượng bồ tát ma ha phát hạ giải động thổ công đức thù thắng ngàn vô biên thăng quân giải hồi hướng khổ nguyện tam vô lượng quan phật sát tượng thiên tam chân trừ thiên đạo nguyện đăng trí huệ chân minh liễu vô nguyện tôi chứng tân tiêu trừ thế thế thượng hành bồ tát tạo tự quy phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sinh như hai đơn quy tăng lương nguyện chúng sinh thông ly đại chúng nhân thiết vô ngại hỏa nam thanh chúng nguyện đêm công đức ngày hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Na Đạo. Điều ngự bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật phục nguyện cửa thiền thường nghiêm tịnh hai chúng được an hòa tất cả muôn việc được hanh thông vạn sự ba tánh nhân dân hưởng được bình an khang thái. Nguyện cầu cho tất cả nhân dân ba tánh các vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành tại xã thị trấn yên lặng thôn văn hóa vĩnh đoài. Nguyện cửa nhà các khanh thân mình khương ninh người già mạnh khỏe trẻ được bình an cháu con thảo hiền nam tử thanh cao nữ nhi đoan chính. Công việc ổn định gia đạo hành thông các tường như ý kính mong chư Phật chư Thánh chư Thần chứng minh công đức. Khắp nguyện phúc ban tất cả đức độ quần sinh pháp giới nhân sanh đồng thành Phật Na Đạo Nam Mô A Di Đà. Kính bái bạch trên mười phương chư Phật, chư Thánh, chư Thần được thờ phụng nơi đền Đình Làng Vĩnh Đoài. Hôm nay có các quý tôn đức cùng các hai giới các cụ đại diện bà con nhân dân cũng trở về đây trong niềm hân hoan, hoan hỷ, phấn khởi khi được làm lễ hạ giải động thổ để xây dựng kiến thiết tu tạo Đình Làng Vĩnh Đoài đã được chu viên quả mãn. Kính nguyện các vị luôn phù hộ độ trì nhân dân bá tánh của làng được bình an các thánh cũng như công việc xây dựng tu bổ tôn tạo tại Đình Làng Vĩnh Đoài sẽ có được nhiều thuận duyên đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của bà con trong tất cả quá trình thi công xây dựng. Mong tất cả các anh em luôn luôn làm tròn được công việc để đúng với thiết kế sớm đưa vào sử dụng một cách an toàn tốt đẹp nhất. Đây chính là công đức lớn nhất và cũng nguyện cầu tất cả bà con nhân dân chúng ta cũng hoan hỷ
hướng về đình làng của mình để cùng chung tay góp sức để xây dựng nên đình làng ngày càng được khang trang và tố hảo. Kính mong quý ngài hoan hỷ chứng minh cho. Tôi kính mong tất cả hai nơi các cụ và con nhân dân cũng hoan hỷ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó là mời các cụ cao niên trong làng, những người mời thầy các cụ rồi ạ.